Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái công cụ mà có thể nói rằng nó là tương đối là dùng phổ biến của những người DBA mới bắt đầu, khả năng là mới bắt đầu. Đó là cái cụ là SQL Advisor. Để dùng công cụ này ấy, thì chúng ta vào cái phần mà Enterprise Manager Cloud Control ấy, chúng ta vào phần phần Advisor này. Trong đây nó có rất nhiều cái thành phần, thì nó có SQL Advisor ở đây. Đấy. Khi SQL Advisor thì chúng ta sẽ vào đó để chúng ta lựa chọn các thành phần. Khi mà chọn xong ấy, thì nó sẽ có kết quả của nó là cái Automatic SQL Tuning Reason Summary, thì nó sẽ có các cái SQL Profile này, sẽ có các cái index, sẽ có các cái statistic và sẽ có một cái thành phần là Restructure SQL Alternative Plan, tức là cái cấu trúc lại cái công lệnh SQL đấy. Khi giả sử chúng ta thực hiện một cái khuyến nghị tối ưu của Oracle khi người ta phân tích xong ấy, thì chúng ta sẽ kích vào đây. Đó, kích vào đây giả sử công lệnh có công lệnh là select index TS object type này. Thì khi kích vào đây thì nó sẽ ra các cái thông tin là khi thực hiện cái việc mà tối ưu ấy, thì nó sẽ đầu tiên nó tìm ra các thành phần này. Thực hiện khi mà tối ưu nó sẽ có lợi thế là được 89.93%, tức là nó sẽ hiệu năng hơn rất nhiều. Và chúng ta chỉ cần kích vào nút implement thôi, thì nó sẽ thực hiện rất là thuận tiện. Cái SQL Tuning Advisor ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta được cái số liệu thống kê nó có cũ hay không, có thiếu hay không. Bởi vì cái số liệu thống kê này nó là xuyên suốt của SQL mà, để giúp cho việc chúng ta phân tích cái câu lệnh SQL có được được hiệu quả hay không, nó có đem lại nhiều cái hiệu quả cho cơ sở dữ liệu hay không. Rồi nó cũng đưa ra cái SQL profile, tức là các cái tối ưu của các plan ấy, của SQL ấy. Rồi khi mà index thiếu thì nó cũng đưa ra cái index khuyến cáo chúng ta tạo thêm index nào nữa, hay là chúng ta có cấu trúc lại câu lệnh SQL hay không, ví dụ thay vì select viết như này nó phải viết kiểu khác. Đấy là một số cái mà SQL Tuning Advisor nó đưa ra để chúng ta khuyến cáo bốn cái điều này. Để sử dụng cái SQL Tuning Advisor thì như nào? Thì cái SQL Tuning Advisor để chúng ta phân tích các câu lệnh SQL này và nhận các cái khuyến cáo để cho chúng ta cải thiện hiệu năng. Để chúng SQL Advisor hoạt động hiệu quả ấy, thì chúng ta cần phải có các nguồn dữ liệu cung cấp cho SQL Tuning Advisor. Chúng ta có thể coi SQL Tuning Advisor như kiểu một cái máy mà để đầu vào chính là cái các dữ liệu gồm có thứ nhất là top activity này, tức là các công lệnh mà đang chạy mà chiếm tải cơ sở dữ liệu, chiếm tải CPU, chiếm tải về RAM, chiếm tải về bộ nhớ hay bất kỳ thành phần nào, chiếm tải về IO vân vân, thì đó là các công lệnh top top activity. Rồi có thể là đầu vào của nó là các cái tuning set. Tuning set tức là tập hợp các cái công lệnh SQL mà chúng ta cung cấp. Rồi cái SQL lịch sử trong AVFA. Đấy, từ cái việc chụp AVFA thì chúng ta đưa ra được các cái công lệnh SQL, để từ đó SQL Tuning Advisor nó có thể là có các dữ liệu để nó phân tích là công lệnh nào cần tối ưu như nào, plan chạy như nào, thì nó sẽ đưa các khuyến cáo cho chúng ta. Chúng ta sử dụng cái SQL Tuning Advisor bằng cách chúng ta vào Enterprise Cloud Control ấy. Sau đó chúng ta vào cái phần chúng ta đặt tên này. Sau đó chúng ta sẽ chạy tiếp này. Rồi chúng ta sẽ giới hạn của cái câu lệnh này nó chạy trong 5 phút đó, bởi vì là cái nhược điểm của SQL Tuning Advisor nó là chạy rất lâu. Có những câu lệnh mà chạy có thể là 30 phút được xong xong là thế. Do đó những người mà DBA chuyên nghiệp thì người ta ít khi dùng một công cụ SQL Tuning Advisor lắm. Người ta sẽ nhìn phát người ta đã biết ra rồi, bởi vì người ta chạy quá nhiều với Tuning Advisor rồi. Còn những câu lệnh đơn giản thì SQL Tuning Advisor nó đưa ra khá hiệu quả. Các khuyến nghị của SQL Tuning Advisor ở đây, ví dụ như là đây nhỉ, thì cái hiệu quả là 98% này, rất là hiệu quả. Một số cái trường hợp mà SQL trùng do Oracle nó ghi nhận, ví dụ như là câu lệnh như này nhưng mà chúng ta đặt là exact chẳng thế, CUSO setting bằng exact, thì nhiều khi là chỉ cần cái select viết hoa viết thường hay là dấu cách thì nó sẽ tạo ra một cái câu lệnh giống hệt.
ghi hết tất cả.